siêu nhân bài tới đây. Một nửa hành trình 48 giờ đã trôi qua, mỗi ông bố đều đã có những trải nghiệm cho riêng mình, đã có những niềm vui, sự hạnh phúc. Và cả sự thành công trong việc chăm sóc dạy dỗ những đứa con của mình. Bên cạnh đó cũng có những thất bại. Điều đó đôi khi khiến cho các bố không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nói không nghe à? Bố không nói với gì đó. Bố không nói chơi cái gì đó. Tập 7. Thất bại là mẹ thành công. Nhìn anh bố tí nhá. Si. Si ơi. Si ơi. Ê. Ê. Nhìn anh bố tí nhá. Nhá. Để bố lấy cái chậu tắm cho em nhá. Đi tắm đi. Thôi rồi. Ôi giời. Đây. Đấy. Chú con. Chị. Ra đây xong rồi đi tắm nhá. Bố lấy nước nhá. Đầu chân nhá. Thế à? Chắc chắn là lần đầu tiên tham gia tắm cho bé. Và kể cả với CC thì cũng là lần thứ hai tắm cho bé. Lo bế bạn ấy trên tay kiểu nhỏ xinh hơn Trâm Anh. Nhỏ xinh hơn CC ấy. Xong rồi cũng còi ấy, bé thì mình cũng lo. Nhưng mà nói thật là lo thì làm nào bây giờ? Biết làm gì? Ngoài cứ thế mà mình lao vào mình làm thôi. Cười đi. Gội đầu massage. Fail. Những phản ứng của Mino với bố Thi cho thấy cậu bé đang dần quen khi có bố ở bên cạnh mình. Tình cảm bố con cũng vì thế mà khăng khít hơn. Bố Thi có vẻ đã thành thạo hơn trong lần thứ hai tắm cho Mino. Còn ở đây thì ba bố con khác việc đang xử lý chiến lợi phẩm thu hoạch được từ vườn dâu. Khoai tây. Con ăn không? Con lấy tay ăn, lấy tay con bốc đi, ăn dựa em đủ đấy, em đủ ăn ngoan này mà. Ngồi đấy, đúng rồi, ăn đi. Ừ, ngon thế, ngon. Ngon ạ. À, ừ, bố xin. Ờ, cả ơn. Ừ, đúng rồi. Ồ. Khoan. Đấy.
Nào. Này con thích tự cầm đúng không? À, từ hôm qua bắt đầu nhá, dậy đủ tự cầm ăn, hôm nay là bắt đầu thích tự cầm ấy, rất là giỏi. Hoan hô đủ, nhưng mà không được vẩy như thế thì bẩn lắm. Trời ơi. Ôi trời ơi, thế cơ bố à. Cái tình cảm của người bố thành con gái lúc nào nó cũng có một tình cảm rất là kiểu gì đó, rất là khó tả đó. Em không thể nào mà nói rõ được là trong tim mình nó đang thổn thức như thế nào. Có một vài giây phút mà mình cảm giác là mình cũng ngưng lại trong khoảng khắc nào đó để cảm nhận cái sự hạnh phúc. Đi bơi thôi. Giữ đúng lời hứa, ba Thành đưa Bảo đi bơi. Cậu bé rất hào hứng. Và đây cũng là lần đầu tiên ra ngoài chơi của hai ba con trong 48 giờ bên nhau. Ý, hồ bơi kìa. Đã không? Yeah. Bé khoái nước ngay từ lúc mà còn rất là nhỏ. Mấy ngày tuổi là anh ta nhúng nước, anh ta thích lắm. Anh ta cười rồi anh ta lấy chân quẩy quẩy đập nước. Và cho tới khi mà lớn lên á, mỗi lần mà cho bé tắm hồ bơi bé rất là thích. Rồi bỏ mặt cho phao vô coi, mặt phao vô. Tay bên đây nào, ok. Hỏi cái phao này mới mệt nè. Nhức đầu thôi, thử ăn miếng coi. Ok, thank you. Thôi thổi xong cái phao cho bà, và nhức cái đầu luôn. À, bé bay của con, bây giờ khoan, con phải đợi bé đi thay đồ nữa. À, đứng đây đợi bà, chưa xuống được đâu nha. Bé muốn đi ra ngoài, muốn tiếp xúc, muốn nhìn cái này, muốn thấy cái kia. Có lẽ là do mình cho bé ở nhà nhiều quá, cho nên mà khi mà bé được đi ra ngoài đường, bé rất là hiếu động, bé rất là hiếu kỳ. Trước khi xuống hồ bơi mình phải khởi động tay chân. Quay tay, nhìn lên. Rồi, nóng chưa? Wow. Tạm biệt siêu nhân nước, chúng ta hãy cùng đến thăm gia đình của siêu nhân vụng về, bố Đức Thịnh và bé Tết. Đây là chiếc thớt của ba Thịnh. Thớt, ôi trời, ông thấy cái thớt luôn. Cắt bằng cái này luôn. Chiếc thớt này thực sự là cái gì?
Cái này thực ra là cái bàn ăn của ông cụ Tết đó. Mà mình tìm từ bữa giờ là gần như là không có. Nhưng mà mình biết chắc là nó sẽ nằm ở đâu đó mà rất là đơn giản. Mà không dám hỏi bà xã mình. Tại vì cái điều đó nó quá đơn giản căn bản mà cứ hỏi vợ. Cái thớt nằm đâu? Cái thớt nằm đâu? Nó kỳ quá. Rồi bị chửi nữa. Cái thớt nằm đâu? Rất là hấp dẫn. Nó có cơm ăn rồi nha. Cơm à. Nè nè, ngồi đây. Xin xích tiếng tàu cung cấp lương thực đã đến. Giờ bây giờ hãy nhận hàng. Ngon lắm nè, ăn một muỗng là hết. Ghiền ngay lập tức luôn nha. Đã quá luôn. Tự động lại nha. À, đây ba đút được không? À, hay chưa. Ồ, đậu quá trời luôn. Tóm lại là bây giờ bạn, ba Thịnh chỉ có làm món cơm chiên là ngon nhất. Buổi trưa nay thì mình có đầu tư hơn cho món ăn lá cù Tết. Mình làm món cơm chiên có trứng với lại tôm. Tôm thì mình luộc xong rồi mình sắc nhỏ ra, mình trộn đều với lại cơm chiên. Rồi có đậu que, có cà chua trong đó. Thì đó là cái món mà mình cảm thấy mình tự tin nhất. Mình nghĩ là bạn ấy sẽ chắc chắn là sẽ ăn hết cái chén cơm chiên này. Ba nhìn ba cũng thèm nữa đó. Cho ba một muỗng nha. Ngon quá. Ô, ba một muỗng nè. Ầm miếng nè. Nha, Tết hiểu đúng không? Con thương ba Thịnh, con kêu ba Thịnh đi. Ba. Tình yêu thương ba Thịnh bồi đắp mỗi ngày đã kết thành quả ngọt. Tiếng gọi ba được cô Tết cất lên ngay từ trong tiềm thức của cậu bé. Được đi bơi riêng cùng ba khiến Bảo Bảo thực sự thích thú khi được chơi đùa dưới nước. Không chỉ có vậy, cậu bé còn làm quen được nhiều bạn mới. Thôi, anh đã bây giờ đó. Bảo đây. Anh thằng gặp ai cũng chào hết. Không cần biết quen hay lạ, không cần biết hiểu hay không nữa. Cứ gặp là chào. Ba cho Bảo ra khỏi cái phao nha. Ra khỏi cái phao này nha. Ok. Ok, không sao hết. Có ba đây nè, không sợ. Có ba đây nè, không sợ. Đúng rồi, đạp hai chân. Oh yeah, good. Đó. Giờ bà có ai còn bơi được không? Bây giờ mình bơi lại cái đó nè, coi ai tới trước nha. Người nào thắng người đó sẽ được ăn kem. Nha. Ok, đi vô kem kìa, cái kem kìa. Đó kìa, bơi vô, nhanh lên. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Bơi vô, nhanh lên. Bảo sẽ được ăn kem. Bây giờ muốn dụ cái gì đưa kem với sô-cô-la ra là được liền. Mình đi ăn kem. Mình bơi đủ rồi.
thái độ gì đó, thái độ gì đó. Hả? Còn ở đây có một ông bố đang rối bời. 3 phút thì 3, chưa đến 5 phút. Tôi kịch đàn hôm qua. Mình giấu gì cả nữa. Tôi cho nó phát đun lại xong bắt đầu là ăn. Không thể là kịp mà ăn nữa. Thầy ăn là còn nhìn con kia. Dỡ ăn phát là đang ăn thì thằng kia dậy cũng là bỏ người ăn. Đó. Không kịp thời gian để ăn luôn. Tranh thủ. Muốn ăn miếng cơm. Vừa lấy cơm ra đổ canh vào phát ăn vào một phát vào cái bát loa hết luôn. Tại vì lúc đó là mình đã qua một ngày mình rất là đói, cảm giác lúc đấy mình ăn cái thì cũng thấy rất là ngon và vào miệng luôn. Những cái ngon nhất là luôn được ta ăn vội và ăn nhanh và ăn khẩn trương. Nhiều khi chúng ta ngâm ngư có thời gian chúng ta thưởng thức thì chưa chắc là ngon bằng khoảnh khắc đấy. Mì nhá, một đống mì nhá. Choáng thật, cứ đừng tiếng thì con khóc. Cho nó ăn một món mì của Nhật nhưng mà lại có thêm cả thịt bồ câu xay sẵn rồi, nên là mình cũng thêm gia vị vào nữa. Đã mà lấy ra thì ăn hết gói mì đấy. Em là lần đầu tiên gội đầu cho đường đó. Hơi lóng ngóng. Lần sau là quách luôn này. Yên tâm. Ok. Đây là súng thành công đây. Ngày trước nó tắm, bà tắm cho nó xong thì bê vào thì bố cũng sấy cho nó tóc mấy lần cho nó rồi. Nhưng mà để mà tình cảm mà kiểu thơm, nó thơ gan hơn, mình nó thích mình như thế thì mấy ngày gần đây bắt đầu đấy. Khi bắt đầu mà nó rõ rệt nhất là bắt đầu từ sau một ngày mà nó nhận ra là mình đang là người chăm sóc nó và chỉ có một mình. Bây giờ sao Bảo? Bảo, bơi từ nãy giờ ba cho con bơi rồi, mình phải đi lên chứ. Thái độ gì đó, thái độ gì đó.
Hả? Bà đánh cái tay nha. Đứng dậy. Đứng dậy nghe bà nói nè. Đứng dậy. Ok. Im. Hồi nãy giờ á, bà cho con tắm rồi, đúng không? Con tắm nhiều rồi, con tắm nhiều quá con bị bệnh. Bảo, con nghe lời ba không? Bảo. Bảo. Con nghe lời ba không? Con mà hư là bà không cho con đi ra ngoài đường nữa, bà không cho con đi chơi nữa. Ai làm gì con mà con khóc? Đừng có để ba bắt đứng khoanh tay ở ngoài đường kỳ lắm nha. Nha. Dạ. Y như rằng 100 lần đủ 100 lần là bé dãy tử, bé khóc lóc, bé làm này làm kia, thậm chí là nằm xả lai, nhảy đành không chịu đồ tắm tiếp. Cái chuyện đó là rất là bình thường. Dòng nước mắt thần kỳ như xoa dịu đi sự mệt nhọc của ba và sự khó chịu của cậu bé lên ba Bảo Bảo. Nhưng sâu hẳn trong đó chính là tình cảm mà người cha dành cho cậu con trai bé nhỏ của mình. Hẳn rằng tình cảm thiêng liêng đó đã khiến ba và con gần nhau hơn, cùng nhau trưởng thành hơn. Oh, hi. Oh my goodness. Yeah, what do you want? You want to play with? Yeah, okay, I'll give you 2 minutes. So what's your name? What's your name? My name's James. And mine is Bao Bao. Bao Bao? Is it like the toy? I love the toy. Làm gì đó? Chơi với anh hả? Chơi với anh. Hi, chào Jim. Rồi, mình trả cho anh đi. Rồi, mình cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Thank you, anh. Goodbye. Bye. Goodbye, see you. Ok. Khi mà thay đồ đi ra thì không thấy Bảo Bảo đâu hết, cũng giật mình. Xoay qua bên phải thấy anh ta đang ngồi với một cái anh lúc nãy bơi là người nước ngoài. Mình hòa đồng với tất cả mọi người, mình vui vẻ với mọi người thì đó là một cái điểm cộng khá là lớn. Ai cũng chào vậy bạn. Bé Bảo Bảo là không biết lạ một người nào hết. Bất kỳ một người nào, già, trẻ, bé, lớn, bé đều giao lưu với, đều chào hết. Và người ta đi kêu đi theo là đều đi theo hết. Cái đó cũng là một cái mà gia đình cũng đang khá là lo. Có nhiều lúc Thành cứ nói đùa rồi, Thành nói là đi ra đường là phải chạy theo Bảo Bảo 24/24. Nếu không là người ta bắt cóc là đi theo người ta luôn á. Trở lại Hà Nội với ông bố bỉm sữa chính hiệu khác Việt. Sau khi được tắm gội thoải mái, đây là phút nghỉ ngơi hiếm có của bố Việt và Đu Đủ. Hát đi. À, cái bài gì nhỉ? Cái bài gì mà chị Ngọc Hà hay hát nhỉ? Bài gì mà Đủ hát nhỉ? Một tay xòe ra là một bông hoa. Hai tay xòe ra là hai bông hoa. Mẹ khen đẹp quá, hai bàn tay xinh. Đúng không? Đúng rồi đấy không? Hay là còn bài gì nữa nhỉ? Còn cái bài gì nhỉ? Bài cái gì nhỉ? Cái gì mà chú gì đấy đi không khỏi mẹ. Là chú bài gì? Bài gì mà con hay nghe đấy, con hát đấy. Bài hát đây. À, hay là cái gì? Bài gì? À, mèo con ra bãi nước, bàn chân nó vuốt, xoa mấy sợi dâu cước, rồi ngồi trong bếp cho. Vì sao con mèo rửa mặt? Vì sợ đau mắt, không ai dám đến gần mèo. Đi ngủ đi, đi ngủ một tí không? Hay bố Du ngủ một tí nhá? Ngủ tí nhá. Bố Du ngủ tí nhá, đi ngủ tí. Nha. Ra đây, nào, đủ. Tắm rửa ăn rồi tắm rửa rồi ngon rồi. Con chim bình quyên nhỏ đang trông thật ngon ngoan quá. Hỏi dạ bảo vâng
lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào bác, chào bác. Chim gặp cô sơn ta, chào cô. Chim gặp anh chết tre, chào anh. Chim gặp chị sao đâu, chào chị. Nam ngồi đi, ngồi đi. Thế chơi rồi, không được, năng lượng nhiều thế không biết nữa. Đấy, đi chơi đi. Có thể vụng về trong nấu ăn, nhưng ông bố siêu nhân cao tuổi nhất của chương trình vẫn luôn nỗ lực để trở thành người bạn của con trai mình. Cùng xem hai ba con sẽ chơi đất nặng như thế nào nhé. Heo nha. Ồ, đất nặng nè, đất sét, đất sét, đất sét. Có ai chơi không? Nè, ba để đây nè. Ồ, có ai đây? Rồi con để vô cái khay này nè, con nặng, con nặng cái khay này ha. Rồi con nặng con gì? Rồi nặng chú bé ba nha. Mấy ba có đuôi đàng hoàng đó, cánh là màu xanh rồi nha. Mấy ba nha, bay bùm vào, bay bùm vào, bay yeah. Mấy ba nè, con này con chơi mấy ba này đi. Rồi con phá luôn rồi. Đây, nặng xe hơi đi. Xe hơi nha. Xe này mới luôn. Một bánh nè, hai bánh nè. Yeah, chiếc xe hết kìa. Xe hơi của cô Tết nè. Rồi phá bánh chiếc xe hơi của tôi luôn rồi. Tôi cũng cố gắng để mà tham gia cái trò chơi nặng đứt xét với lại cu Tết, rồi cũng tạo ra nhiều cái giống như là xe hơi nè, rồi máy bay nè, rồi tàu thủy nè. Nhưng mà khi mà nặng xong đưa cu Tết thì cu Tết chỉ cái dò lại và vớt đi thôi. Và tôi nghĩ chắc là chuyện này sẽ xảy ra cả trăm lần. Thì ảnh thì ảnh cứ chơi theo kiểu của ảnh. Ảnh không nghĩ đây là cái trò mà nặng đất sét, mà đây là cái trò chắc là gieo trồng hay là cái gì đó. Ảnh cứ vung đất xuống thôi mà đầy cái sàn nhà vậy thôi. Miễn sao là ảnh vui thôi là được rồi. Rồi, con ngồi đây chơi nha. Ba đi làm việc nha. Rồi, thấy không? Rất là nhiều chuyện để làm khi phải ở nhà. Đàn ông thì có vẻ như đi ra ngoài đường á, thì nghĩ là làm chuyện lớn, nên mấy cái chuyện này không có đáng làm. Nghĩ là chuyện rất là nhẹ nhàng, dễ. Thử đổi vai trò một cái biết mù liền. Quá trời luôn. Cứ bày ra rồi lại dọn, rồi lại rửa, rồi lại bày ra, rồi lại dọn, rồi rửa. Cứ ngày vậy còn nguyên thao đồ kia kìa. Đó, chưa giặt nữa. Khổ ghê. Đó, đâu phải dễ đâu. Có những việc tưởng chừng như rất nhỏ, chỉ là những việc ngày ngày diễn ra như một quy trình được lập sẵn cho người phụ nữ. Thế nhưng, khi chính tay mình thực hiện những việc này, các ông bố mới thực sự hiểu được rằng chính những việc nhỏ bé đó lại là ngọn lửa ấm nuôi dưỡng mỗi gia đình. Và sẽ còn ấm áp trọn vẹn hơn khi người chồng, người cha thấu hiểu và cùng san sẻ. Bla 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 bla. Anh hành tôi đến giờ này. Anh hành tôi. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái là muốn ngả lưng vào. Thật sự là từ hôm qua bây giờ chỉ muốn tranh thủ lúc nào có thời gian là nằm lúc đấy thôi. Mọi người trông gọi là lên hình có vẻ là có năng lượng một tí, nhưng mà nói chung là ngoài đời thì không thấy một chút nào. Mino thì mình
tắm mình không lo bằng CC, tại vì là CC trước đấy là chỉ cho mình tắm một lần. Ngày xưa ấy, cho mình tắm một lần, xong rồi lúc đấy hôm đấy là bị vào tai hay là vào mắt bé, thế là bé sợ. Xong rồi bé không dám cho tắm nữa. Đây, đi vào tay chỉ việc như này thôi. Đấy, dốc ra. Dốc nước ra. Đấy là xong, nó hết rồi. Không sao đâu. Nhưng mà đây ăn kem nha. Ăn kem. Đố bảo cái hình thức này là cái gì? Con đi tàu. Con đi tàu hả? À? Tàu đâu? Tàu đâu? Tàu đâu? Chỉ ba coi, ba không thấy tàu. Cái tàu đây nè. Cái tàu đây nè. Cái đó không phải là tàu, cái đó là xà lan. Xà tăng. Xà tăng hả? Xà tăng đâu? Xà tăng. Cái mũi con kìa. Để ba lau cái mũi con nè. Nè, để ba lau cái mũi. Ok. Bây giờ có ai trên đảo mình với ba không? Kem vô rồi. Để xíu cô đang đem kem ra. Bây giờ trong lúc cô đem kem ra mình chơi ảo thuật nha. Nè, bảo coi ba nè. Ông có. Ông có. Ổng có. Ổng có đâu rồi? Ủa đây nè. Cái này sông bự. Nhưng mà ba hỏi con ở đâu mới có sống? Cái này nè. Cái này sống nè. Kém. Dạ, tê rồi kem ra. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Ok, cảm ơn em. Chúa. Wow, kem ngon quá đi. Rồi, ok, rồi con múc kem con ăn nha. Cầm cái muỗng làm sao? Rồi, con múc kem ăn đi. Kem ngon không? Kem này kem gì? Kem này là kem gì vậy? Yes. Kem sô cô la hay quá. Cầm cái muỗng lại, con cầm cái muỗng sai rồi. Cầm muỗng lại coi, cầm muỗng lại cho ba. Đúng, chính xác. Rồi, múc kem ăn đi. Trời ơi, Bảo ơi, con ăn cái gì mà cái miệng con kìa Bảo. Miệng con như con mèo vậy đó, con thấy không? Con thấy cái miệng con như con mèo không? Nè nè, ba chụp hình lại cho con coi nè. Đó nè, để con mèo. Ê con mèo ơi. Ơi con mèo à. Mèo nhìn ba nào, mèo. Nè, nhìn ba nào. Đây ba lau miệng nè. Miệng như con mèo tùm lem tùm lum. Ở nhà con ăn mà lem luốc ba cũng lấy khăn này ba lau cho con giống vậy nè, nhớ không? Trời, tư tay ba lau nè. Tư tay đây. Ba lau tay. Lau tay mình đi về nha. Đi về. Nắng vào. Xe đây bộ sơ sửa đâu rồi? Xe, ra đây. Xe ơi. Nhưng mà con ngồi lên đường ngủ. Nhanh lên, sửa đầu. Tóc ướt là tí đau đầu đấy. Tóc ướt là bị đau đầu đấy. Để tóc ướt là không tốt đâu. Nhá. Đau đầu ấy. Nhanh lên, xuống đây. Ừ, sấy tóc ra một tí. Khô tạm thôi. Nào. Đấy, lại nhìn xong một tí nữa em lại cho mở mồm nhá. Nhìn hết vào đồ đi. Tiếp
Tí nữa em mà cầm cái này cho vào mồm nhá. Nhá. Tí nữa em mà cầm chun em cho vào mồm thì bố phạt nhá. Bố cho đứng phạt nhá. Nhá. Sao lại vứt vào đấy? Ừ. Hả? Bố nói không nghe à? Mình không phải là một người có thể làm được nhiều việc cùng một lúc ấy. Cho nên là ví dụ như là có những cái việc chồng chéo nhau ấy. Ví dụ mình đang làm cái gì mà mình chưa hoàn thành ấy. Xong rồi bị một cái tác nhân nào đấy bày bừa ra hay là kiểu hơi đi ngang qua cái mình đang làm ấy, thì mình hay bị rất là bức bách ở trong lòng. Đấy thì mình cũng có nói si khá là mạnh. Mình không biết lúc đấy mình có nói mạnh hay không, nhưng mà bản thân tinh thần mình lúc đấy mình cũng không nhận ra là mình nói như thế nào để khiến si bị như thế. Sao bố nói thì phải nghe nhá chứ. À si, bố đang bận em như thế. Tại sao cứ không nghe lời bố thế hả? À? Ngoan nào. Đấy, bố vừa nói khỏi câu xong. Ngoan thì bố mua quà cho. Cô bé CC đầy năng lượng vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nắng. Nhưng mà bố chưa cho CC thêm. Nhưng món quà mà bố nói đã nhanh chóng làm tan biến cảm giác sợ sệt vì bị bố mắng. Thay vào đó là sự tò mò và niềm vui. Nụ cười cũng đã trở lại trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé này. Đây anh Mino. Xuống nhà đi. Đây, bố đây. Ôi. Này. Em phụ nữa tắm lên rửa nhá. Em đi tắm nhá. Chỉ thích nghịch mấy cái đấy, lôi giày lôi dép ra thử cầm nắm sờ rồi nó muôn thử nếm cho vào mồm để xem cái vị giác rồi xem cái sờ nó như thế nào, mà trẻ con rồi vậy vớ được cái gì là cho vào mồm cái đấy. Nào không cắn nhau không hiểu rồi. Nó là có cùng anh ấy hộ cho nó. Anh cũng chả biết được. Đây.
nó cắn chưa? Con nhá, này, quay bố bảo. Này, tại sao nó quen đến kiểu cắn ấy? Cắn như kiểu nhá. Anh thì cũng được ăn vạ lắm cơ. Ngày thứ hai bên con, bố Ti dần nghiêm khắc hơn khi thấy Sisi có phần không để ý tới lời bố nói. Cô bé Sisi liệu có giúp bố nguôi giận sau phút to tiếng vừa rồi hay không đây? Đây là bố rồi. Đây, chào bố Tí. Chào bố Tí. Đây, bố chú bố chú gà. Bố chú bố chú. Bố ơi. Xin ơi. Xin nhìn này bố một tí đi. Nhưng mà không nấu bếp mà. Tí nữa bộ kia bố cất đi. Chắc chắn là bố sẽ không mở cho Si đâu. Chắc chắn là bố sẽ không mở cho Si đâu. Nhưng mà con chú... Chắc chắn 100% là bố sẽ không mở. Chắc chắn 100% là bố sẽ không mở. Bố chỉ giao mỗi nhiệm vụ là chơi với em thôi. Chỉ có thế thôi mà không làm được cái bố. Hả? Bố cất đi. Muốn chơi thì ngoan trông em đi. Nếu em mà cầm chun em cho vào mồm thì bố phạt nhá. Chắc chắn 100% là bố sẽ không mở. Sao lại vứt vào đấy? Bố nói không nghe à? Ngoài những tiếng cười, niềm hạnh phúc thì hành trình bên con của các ông bố chắc chắn sẽ có thêm những giọt nước mắt. Có lẽ chỉ yêu thương thôi là chưa đủ. Bắt đơn nặng đi, nhìn đây là bố tí thôi. Bố làm xong cơm rồi, bố cho hai đứa em ăn. Nghe bố nói có nghe không nào? Bố nói là cắt đơn nặng đi. Cắt đi. Có em ở bên cạnh là không được chơi đơn nặng cơ mà, bố nói thế cơ mà. Bố không nói với Si nữa. Bố không nói chơi cái gì nữa. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà Si đã hai lần bị bố mắng. Có lẽ cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết những thứ bố kỳ vọng cũng như cảm xúc của bố Thi lúc này. Em bé thì lúc đấy chưa đủ tuổi để gọi là có ý thức được nhiều. Và em bé lặp đi lặp lại những thứ mà mình đã nói từ trước rất là nhiều lần rồi, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và cứ bướng bỉnh này rồi cứng đầu này rồi. Nói chung là đôi khi là mải chơi quá mà bé quên bẵng đi mất. Thì nói thật là cái lúc đấy mình nóng tính, nóng nảy thì nó chỉ là lúc đấy thôi. Ra. À, đứng đây bố nào. Bây giờ bố cho chơi cái này nhá. Bố cho chơi cái này nhưng mà không được lôi đất nặng đâu nhá. Được chưa? Chỉ chơi giả vờ chơi với em thôi. Được chưa? Nhá. Lát nữa em không ở đây thì lôi cái đấy, lôi đất nặng ra chơi. Được chưa? Mồm đau Si. Mồm đau. Ok không? Mồm, có ngại chưa? Đây là trông em. Chơi cái này nhưng mà không lôi đất nặng ra nhá. Chỉ chơi cái đồ này thôi nhá.
nhớ chưa? Xong rồi tí nữa bố làm cơm xong, ăn cơm ngoan, xong rồi bố cho chơi đồ chơi của bố. Được chưa? Đồng ý không? Có ngại chưa? Nha, không khóc nữa nha. Mình nhận ra được cái điều đấy, nhưng mà lúc đấy mình phải như thế. Mình phải nghiêm khắc hơn một chút. Để làm sao để cho cái tâm lý của con lúc đấy nó được bẻ lại cái trạng thái là nghiêm túc và không bỡn cợt. Thì mình có cảm nhận được là những cái lúc mà mình nóng nảy như thế, mình khá là nhiều những cái lời nói và nhiều những cái thái độ nó khá là cứng ngắc. Không chỉ dừng lại ở như các bạn thấy, nhiều trường hợp và nhiều những thứ mà mình đã được trải nghiệm nó còn quá thế rất là nhiều. Và mình cũng sau những cái lần đấy mà mình cũng nhìn nhận ra được nhiều thứ. Nhóm vẽ vắng nhà, ba trở thành siêu.